Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Gỗ Quý. Và trong video hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm mà vừa mới được cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ dựng xong. Đây là một bộ sản phẩm hoàng gia với kích thước là chân 14 và hàng vân siêu VIP. Bộ sản phẩm thông thường thì những cái bộ sản phẩm hoàng gia khi mà được cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ lựa chọn vân thì lên sau khi mà phun lên và cũng như là sau khi mà hoàn thiện thì nó sẽ rất là nổi. Đặc biệt là cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ thì năm nay là chuyên và cũng như là đánh trọng tâm vào cái hàng sản phẩm chọn vân. Và bộ sản phẩm này vân cũng như là kích thước như thế nào thì các bác cùng theo chân em đi đến cuối đoạn video hôm nay thì em sẽ giới thiệu và báo giá luôn cho các bác ở phần cuối video. Đầu tiên là với một bộ sản phẩm thông thường thì em sẽ làm bao gồm là có 6 món ạ. Bất kỳ bộ sản phẩm nào đều sẽ có 6 món hết. Cũng như bộ này cũng vậy, 6 món thì bao gồm là một đoạn dài như hình ảnh các bác đang thấy em quay ở trên màn hình đây. Thì đoạn dài này chiều dài sẽ là 2m6 là chiều dài phủ bì. Chiều cao từ chân lên tới đỉnh sẽ là 1m55 và chiều sâu phủ bì cũng sẽ là 81. Và đây là một dáng hoàng gia kích thước chân 14. Diện tích phòng khách là khoảng 30m2 thì các bác kê nó sẽ rất là thoải mái. Và cái bộ này thì em làm khuôn tranh, hàng khuôn 4 ván 2 rất là dày dặn. Đặc biệt là tất cả những cái đường vân đều được chọn lựa rất là kỹ lưỡng. Đấy. Với những cái tính chất của gỗ hương đá thì nó là một cái chất liệu gỗ mà rất là đanh. Thứ nhất là đanh, thứ hai là về vân thì nó rất là nổi. Đây bộ này là em đang để mộc. Các bác nào mà muốn mua mộc hay là muốn ký mộc và kiểm tra xem có phải là vân vẽ hay là kiểm chứng xem có phải là vân tạo hay không thì các bác có thể là kiểm chứng ngay cái phần mộc thô như này. Đấy, hình ảnh thì đã rất là rõ nét và sắc nét rồi. Và trên phần chương các bác thấy là em làm chương là toàn bộ là đều là chương cánh bướm này. Chương cánh bướm thì thứ nhất là những cái bông hoa hồng hay là những cái phần đường nét hoa lá tây thì nó sẽ rất là sâu, nó nổi, nó thật, nó như kiểu một cái hiệu ứng 3D. Các bác thấy là cái bông hoa hồng rất là đẹp đúng không ạ? Đều được tất cả thợ bên em sửa lại bằng tay hết. Đấy, tất cả những cái phần đường nét hoa lan tây này đấy, rất là bay, rất là lượn. Và đặc biệt là kể cả những cái lá hoa này đấy, lá hoa này, tất cả những cái lá hoa, phần lá hoa thì rất là chân thật. Hay là cái phần vách lưng này cũng vậy. Vách lưng thì em cũng đục là đục khung gương đấy, vách lưng đục khung gương. Và khi mà làm vách lưng khung gương này thì rất là dễ lau chùi. Với những cái bộ sản phẩm hoàng gia thì các bác dùng sẽ thoải mái, là không sợ lỗi thời và cũng như là không sợ lỗi mốt. Và đặc biệt là bất kể mọi cái không gian nào thì các bác đều có thể sử dụng được dáng hoàng gia. Đây là mặt đằng sau, tất nhiên là sẽ đục cả hai mặt, mặt trước và mặt sau ạ. Và dáng tay này là dáng tay chữ C. Ngoài đoạn dài thì với một bộ sản phẩm không thể nào thiếu đó chính là hai chiếc ghế đơn ở đây. Đấy, hai ghế đơn này thì về kích thước và cũng như là về những cái đường nét đục chạm và dáng dấp thì em làm giống hệt nhau, khác nhau về mỗi vân thôi. Được cái là gỗ tự nhiên thì vân nó sẽ là thiên nhiên ban tặng cho nên nó sẽ rất là đẹp. Đấy, các bác thấy là vân này, ôi dồi, siêu đẳng cấp luôn các bác nhé. Với một bộ sản phẩm chọn vân như thế này các bác sẽ là những người chơi đồ gỗ rất là nổi, bởi vì là cái đồ gỗ ấy, nó đẹp nhất là ở cái đường vân. Đấy, đồ gỗ đẹp nhất là ở cái đường vân này. Đấy, đây là hai ghế đơn nhá, hai ghế đơn ạ. Bông hoa hồng này đục chương cánh bướm thì bao giờ hoa hồng đục sẽ rất là nổi. Đặc biệt là những cái phần đường nét tinh xảo, sắc sảo được thợ. Đây là chưa qua xử lý gì hết nhá, đây mới chỉ mộc thô thôi. Còn cái khâu hoàn thiện thì nó sẽ phải đục thêm nữa cơ ạ. Đấy. Một bàn lớn này, hai đôn kẹp. Bàn này thì em làm là đục hoa lan tây. Cái mặt bàn đục hoa lan tây này thì nó rất là phù hợp với tổng thể bộ sản phẩm. Một chiếc đôn kẹp ghế và một chiếc đôn ngồi, tức là đôn con. Đôn ngồi thì kích thước là 40x40 ạ. Bàn thì kích thước là chiều rộng 81 và chiều dài là 1m57. Đấy, tổng thể bộ sản phẩm đây ạ. Các bác nào mà quan tâm thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình để đặt hàng. Và em sẽ giữ lại bộ sản phẩm này với những bác nào mà đam mê chơi vân cũng như là thích sưu tầm những cái bộ sản phẩm chọn vân. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.